Trên bàn bạn thấy là mực sống. Mực sống còn sống, ngon ngoe. Và cái bên là hải sâm. Hải sâm sống. Sống luôn. À, đây là wasabi. Và cái nước chấm của nó. Thì trên tay bạn thấy là tôi đang cầm cái phần sống toàn độc. À, mặc dù tôi đang rất là hết sức cố gắng nhưng mà nín thở để thử. À, ngay bây giờ tôi sẽ bắt đầu. Thấy hết can đảm. Mọi thứ đang rất căng thẳng. Chung và tôi sẽ tự thưởng cho mình một ly rượu chay chua để đi ăn sống.